và tất cả em sinh lớp 9 cũng toàn như là toàn thể quý phụ huynh lớp 9 hôm nay đang xem cái và theo dõi kênh thầy Quang. Thì hôm nay thầy ra gọi là cái phần sắp bài tập em ạ. Nói chung thì thầy cũng muốn ra rất là lâu rồi, nhưng mà do công việc nó bận quá nên thầy chưa sắp xếp được. Mà bắt đầu từ bây giờ thì thầy sẽ cố gắng hoàn thiện và ra cái sách bài tập toán 9 học kỳ 1 để phục vụ cho các em ở trong cái học kỳ này. Và đây chính là clip học thử để mà quý phụ huynh cũng như là các em học mà cảm thấy hay và dễ hiểu ở trong tin tưởng ở kênh của thầy Quang thì cũng nên đăng ký vào cái khóa học online. Tại vì nếu như các em ở lớp 8 thì chúng ta đã đăng ký môn hóa của thầy rồi, có đúng nào? Thì ở trong hôm nay thì chúng ta sẽ đăng ký tiếp ở năm lớp 9, thì gồm có các môn này, lớp 9 rất là nhiều. Sách bài tập hóa 9 này thầy đã hoàn thành xong rồi này, bồi dưỡng chuyên đề hóa vô cơ hữu cơ này, sách bài tập sinh 9 này do cô trực tiếp dạy này, rồi bồi dưỡng học sinh giỏi sinh 9 này, và tiếp theo bây giờ nữa là sách bài tập toán 9. Như vậy thì chúng ta tổng cộng là có 5 cái các em có thể đăng ký, có được không nào? Đó. Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi sang ở cái phần đại số. Ở trong clip này thì hướng dẫn em phần đại số. Nói chung toán 9 nó rất là nặng và rất là khó, nên chúng ta muốn học mà được kết quả được cao á, thì chúng ta nên xem clip của thầy trong sách giáo khoa trước, sau đó các em mua quyển sách này về, các em tự giải, sau đó mình xem clip của thầy để thầy hướng dẫn cái cách giải cũng như là cái cách trình bày để chúng ta như thế thì theo trình tự như vậy thì nó mới hiệu quả hơn. Chứ chúng ta không nên xem clip của thầy và chép để đối phó giáo viên trước, mà chúng ta phải giải trước rồi mình xem sau. Các em hiểu chưa nào? Đó, thầy hướng dẫn, còn bạn nào có điều kiện thì đi học thêm và mua sách nâng cao nữa về để chúng ta giải. Chứ hiện tại thầy chưa ra bồi dưỡng học sinh giỏi được, môn toán được. Nên là chúng ta thông cảm, tại vì thầy dạy quá nhiều, cộng với gia đình rồi dạy thêm nữa, nên quý phụ huynh và các em hết sức thông cảm cho thầy nha. Ok. Thì ở đây chúng ta sẽ đi sang chương 1, căn bậc 2, căn bậc 3. Chúng ta đi sang phần bài thứ nhất, đó chính là căn bậc 2 các em nha. Rồi hôm nay chúng ta sẽ đi sang bài số 1, đó chính là căn bậc 2. Ta đi sang bài số 1 nha. Rồi chúng ta đi sang bài 1. Tính căn bậc 2 số học của, em lưu ý giùm thầy cái từ này, căn bậc 2 số học. Để tính căn bậc 2 số học thì ở trong clip sách giáo khoa thầy đã hướng dẫn em rồi. Nghĩa là chúng ta sẽ lấy giá trị dương em không âm. Nghĩa là giá trị âm ta không lấy, mà giá trị không âm nghĩa là lớn hơn hoặc bằng 0. Thế nào? Như vậy thì để tính căn bậc 2 số học, ví dụ của câu A là căn bậc 2, đây căn bậc 2 0,01 thì sẽ bằng bao nhiêu các em? 0,01 thì nó sẽ bằng là 0,1. Ở đây chúng ta có thể trình bày vô, lập luận vô để thể hiện nó là căn bậc 2 số học này. Vì 0,1 như nào so với số 0 các em? Lớn hơn hoặc bằng 0. Thế nào? Và đồng thời 0,1 mũ 2 thì bằng gì? Bằng 0,01. Đó, chúng ta trình bày như vậy nhé. Đó, như vậy thì để mà tính căn bậc 2 không ấy, thì nó lại khác. Thế nào? Còn để tính căn bậc 2 số học thì nó chỉ lấy được một giá trị không âm. Thế nào? Lớn bằng 0. Đó, vì ở đây là 0,1 mũ 2 nghĩa là bình phương, lên sẽ bằng là 0,01. Được chưa nào? Tương tự như vậy chúng ta có câu B. Căn bậc 2 của 0,04 thì theo em thì bằng bao nhiêu em? Tại vì những cái số này chúng ta có thể nhẩm được thì nó sẽ bằng là 0,02. Vì 0,2 lớn bằng 0 và 0,2 mũ 2 thì bằng 0,04. Đó, chúng ta trình bày như vậy. Được chưa? Ta đi sang câu C. Bây giờ những cái câu còn lại chúng ta đã tự trình bày được chưa các em? Rồi, tiếp tục căn bậc 2 của 0,49. Đó nào? Thì sẽ bằng là gì các em? Theo em bằng bao nhiêu? Đó chính là 0,7. Vì 0,7 lớn bằng 0 và 0,7 mũ 2
thì bằng 0,40, 0,49. Kem đã rõ chưa? Câu D, ta có là kem mặt 2 của 0,64 thì bằng bao nhiêu em? 0,8. Cái này người ta trình bày tương tự nha em nhé, nó rất là dễ. Rồi, câu E, kem mặt 2 của 0,25 thì chắc chắn ở đây sẽ là về em 0,5, vì 0,5 lớn bằng 0 và 0,5 mũ 2 sẽ bằng 0,25, được chưa? Ta có câu F, 0,81 sẽ bằng 0,9 đúng không? Vì sao các em? Vì 0,9 lớn bằng 0 và 0,9 mũ 2 sẽ bằng 0,81. Câu G, căn mặt 2 của 0,09 sẽ bằng bao nhiêu em? À, 0,3. Vì 0,3 lớn bằng 0 và 0,3 mũ 2 sẽ bằng 0,09. Câu H là 0,16 à, bằng bao nhiêu em? À, bằng 0,4 luôn. Tại vì những cái số này chúng ta có thể nhắm được, hoặc là chúng ta sử dụng máy tính chúng ta bấm nhé. Chúng ta biết cách sử dụng máy tính không nào? Đây, bấm cho em một phát này, cho mặt 2 này, 0,16 này, chúng ta bấm vô bằng, vô bằng này, 0,4 thấy chưa? Đó. Tại vì khi chúng ta làm quen rồi thì những cái số liệu này chúng ta rất là dễ nhớ, không? Từ khi những cái số này nó quá lớn thì chúng ta dùng máy tính. Đó, được chưa nào? Câu bài 1 đi tìm căn bằng 2 số học thì chúng ta sẽ trình bày như vậy nhé. Rất là ok, rất là chặt chẽ luôn. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang bài số 2. Rồi, chúng ta đi sang bài số 2 các em. Rồi, ok. Dùng máy tính bỏ túi, okay. Máy tính bữa nay chúng ta nên mua này, đừng mua loại này nữa. Cái loại này thì nó cái cũ rồi các em, mà các em mua cái loại mà mới nhất mà thầy thấy nó dẹp như này này. Và ở trên đấy gần như thầy nói các em là khi chúng ta mua loại máy tính này thì lên cấp 3 chúng ta học về tích phân hay là một số cái phép tính toán mà những cái máy tính thông thường tính không có được. Nhưng mà ở trên cái máy tính đó chúng ta tính được, như vậy thì các em ra ngồi tiệm á, theo thầy khi đã mua thì mua cái loại tốt nhất và ngon nhất và hiện đại nhất, không nào? Thì chúng ta mua những cái loại đó để nó không ấy thời đại. Chứ còn như cái máy tính của thầy đây thì nó quá cũ và quá lỗi thời rồi các em, không nào? Gọi là máy tính của bắp mà. Nhưng mà thầy do nó còn xài tốt nên thầy vẫn sử dụng được. Tại vì ở trên trung học cơ sở này thì chưa có những cái phép mà tính toán đòi hỏi những cái dạng này. Nhưng mai mốt thầy dạy phổ thông thì chắc chắn thầy phải mua một cái mới để mà thầy sẽ chỉ em tính toán ở trên đó, được chưa nào? Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi sang bài số 2. Dùng máy tính mở túi tìm x thỏa mãn đẳng thức làm tròn đến chỉ số thập phân thứ 3. Nè, bây giờ chúng ta có câu A, x mũ 2 mà bằng 5. Nghĩa là gì? Chúng ta tìm một số x nào đó, khi chúng ta thế vào đây mà khi bình phương lên thì lại bằng 5. Thì khi đó chỉ có mấy giá trị em? Chỉ có hai giá trị. Có giá trị, một giá trị âm và một giá trị dương. Khi thế vào đây sẽ ra được bằng 5. Như vậy thì cái giá trị âm và dương đó chính là gì các em? Đó chính là gì? X1 sẽ bằng gì? Căn bậc 2 của 5. Và X2 là sẽ bằng là gì? Âm căn bậc 2 của 5. Cái dấu ngoặc này thể hiện nó là gì em? Hoặc cái này, hoặc cái này, hay là. Nên ở đây chúng ta suy ra là gì các em? Rồi, như vậy thì căn bậc 2 của 5, đây thầy sẽ bấm này, thầy dấu căn bậc 2 không? Số 5 này, đó, ok, thấy chưa nào? Bấm băng này, đây, người ta yêu cầu làm tròn đến chỉ số thập phân thứ ba, đây, nhìn này, thầy chỉ luôn này, cách làm tròn này, bắt đầu từ dấu phẩy này, thấy nào, chữ số 2 này là chữ số thập phân thứ nhất này, số 3 này chữ số thập phân thứ hai, số 6 này là chữ số thập phân thứ ba này, như vậy, làm tròn đến chữ số 6 này thì bắt buộc chúng ta phải nhìn vào chữ số 0 này.
Mệnh số 0 thì nó nhỏ hơn 5, nên chúng ta bỏ cái hàng thập phân này đi. Chúng ta không có cộng 1 vào 6, như vậy số 6 này vẫn giữ nguyên. Như vậy nó gần bằng là bằng 2,236 ha. Em hiểu không? Như vậy ở đây không phải bằng mà nó sẽ là gần bằng 2,236. Ở đây chắc chắn sẽ gần bằng thêm âm 2,236. Đó. Các em hiểu không? Tương tự như vậy câu B, chúng ta có x mũ 2 bằng 6 thì suy ra ở đây là x1 sẽ bằng căn 2 của 6, x2 sẽ bằng là âm căn 2 của 6. Như vậy tiếp tục ở đây cũng sẽ gần bằng. Ta bấm máy tính. Đó, em thấy nè. Như vậy làm tròn để trừ số thập phân thứ 9 này, số 9 này. Trừ số thập phân thứ 3 này thì nhìn nó là số 4 sau đây, mà số 4 nó còn nhỏ hơn 5 nên phần này chúng ta bỏ đi. Như vậy nó bằng là 2,449. Thấy nè. Còn bằng là 2,449 thì là âm 2,449, được chưa? Chúng ta có câu C. X mũ 2 bằng 2,5. 2,5 nghe 5/2 nghe. Rồi chúng ta suy ra đây là x1 sẽ bằng căn bậc 2 của 2,5, x2 sẽ bằng là âm căn 2 của 2,5. Như vậy đây nó gần bằng. Rồi. Làm tròn đến chữ số thập phân thứ 3 nè các em. Thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Đằng sau của nó là số 1, nhỏ hơn 5 ta bỏ đi. Bắt đầu từ số 1 đây này, ta bỏ đi. Đó nè. Như vậy nó gần bằng là 1,581. Đó. Câu D. Đó nè. Như vậy thì ở đây x mũ 2 sẽ bằng căn 2 của 5. Thì đối với trường hợp này các em thấy nó có lạ không các em? Hơi lạ đúng không? Lạ tại sao? Thông thường ở đây nó ở những cái số này nó không có căn mà đây có căn đúng không? Thì bây giờ cứ các em nhớ này, cứ móc mũ 2 đây á, móc cái mũ 2 đây thì các em cứ thêm căn vô nữa cho thầy. Như vậy thì ở đây x1 sẽ bằng gì? Căn bậc 2. Căn bậc 2 ở đây nghĩa là mất cái mũ 2 thì có căn bậc 2 đây. Còn bản thân căn bậc 2 đây thì cứ vẫn phải ghi lại 2 lần căn bậc 2 luôn ha. Đó. Đó. Rồi. Như vậy trường hợp thì người ta bấm sao đây? Này. Căn bậc 2 đúng không? Đây này. Các em nhìn này. Căn bậc 2. Rồi bấm tiếp cái căn bậc 2 nữa. Số 5 trong đây. Không? Như vậy thì nó sẽ bằng bao nhiêu em? Đây. 1,4953 gì đó. Làm tròn đến chữ số thập phân thứ 3 là chữ số 5. Như vậy thì chúng ta nhìn dùm tại chữ số 3 đây. Số 3 nó cũng rơi vào trường hợp là nhỏ hơn 5 nên ta bỏ đi. Như vậy bằng 1,495. Đó. Âm 1,495. Đó. Bài số 2 chúng ta làm như vậy. Ok chưa? Ta có hiểu không? Nhớ nếu mà trong quá trình hiểu á, thì chúng ta nên đăng ký vào cái biểu mẫu để chúng ta nhận toàn bộ cái bài giảng. Chứ hôm nay thầy học thử thì thầy chỉ up một clip thôi, một vài clip học thử thôi. Còn nếu mà các em muốn học trọn bộ, quý phụ huynh muốn cho con em mình học trọn bộ thì bắt buộc phải đăng ký vào cái biểu mẫu và YouTube có thầy Quang thì xuất hiện ở kênh thầy, nhấp vào sau đó lên cái phía bên tay phải có đường link, các em chắc cũng đã biết rồi ha. Ok. Chúng ta đi sang bài số 3 nhé. Bài số 3 nha. Số nào cái đề thầy không biết rồi. Số nào thôi và lỡ viết luôn. Có căn bậc 2 là câu A căn 2 của 5. Nghĩa là người ta hỏi như này này, số nào có căn bậc 2 là căn bậc 2 của 5. Như vậy theo em số nào có căn bậc 2 là căn bậc 2 của 5 các em? Đó chính là số gì? À đó chính là số 5. Có hiểu không nào? Như vậy ở đây chúng ta trả lời vô. Như vậy thì số 5 có căn bậc 2. À, người ta hỏi cái gì thì chúng ta trả lời cái nấy thôi. Đây bắt buộc phải trả lời bằng chữ thôi các em ạ. Là căn bậc 2 của 5. Được chưa nào? Tiếp tục câu B. 1,5. 1,5.
Như vậy thì theo các em á, nghĩa là ở đây á, là chúng ta gần như làm ngược, làm ngược của cái câu số 2. Ví dụ này, ví dụ ở câu A này thầy giải thích rõ hơn chút nữa này. Người ta hỏi là số nào có căn bậc 2 là căn bậc của 5. Nghĩa là gì? Ở đây chúng ta bình phương lên. Chúng ta bình phương lên thì mất căn, mất bình phương thì còn số 5 này. Như vậy thì ở đây 1,5. Phải không nào? Thì bây giờ chúng ta sẽ bình phương lên thì ra được cái số có căn bậc 2 là 1,5. Tại vì khi căn bậc 2 với bình phương thì triệt tiêu. Kem hiểu nào? Như vậy thì ở đây là cái số bây giờ 1,5 bình phương đúng không? Ta dùng máy tính ta bấm này. Nghĩa là ở đây thầy đang hướng dẫn để làm sao biết được cái số nào có căn bậc 2 là 1,5. Thì bằng cách nào để chúng ta tìm được số đó? Bằng cách chúng ta lấy cái 1,5 này bình phương lên, nghĩa là mũ 2 lên đây các em. Mũ 2 lên như vậy thì chúng ta có 1,5. Mũ 2 này, đây trong máy thầy ký hiệu này là mũ này. Mũ 2 này. Thì đây, đó chính là số 2,25. Được chưa? Ok. Đó, như vậy thì số 2,25 có căn bậc 2 là 1,5. Các em hiểu cách tìm và cách làm chưa? Có hiểu không? Đó. Tiếp tục. Câu C ở đây là âm 0,1. Nhưng mà cái số như vậy này, thầy chỉ luôn này. Âm 0,1 đúng không? Thì chúng ta này, nếu như các em mà bấm như này là sai này, thầy chỉ cái sai trước nha. Nếu các em bấm âm này 0,1 mũ 2 là sai. Thầy giải thích này, tại sao sai này? Tại vì ở đây âm 0,1 mà chỗ đây chúng ta không có đóng mở ngoặc á. Coi sẽ bấm ra kết quả âm cho các em xem này. Tại sao âm? Tại vì khi đó chỉ có 0,1 này mới được mũ 2 thôi. Còn cái âm này không được mũ 2 nên ra kết quả là âm. Thầy sẽ bấm cho các em thấy ngay lập tức. Đó thấy chưa? Ok. Như vậy để bấm đúng là gì? Chúng ta phải bấm ngoặc trước này. Ngoặc này. Âm này. 0,1 này. Đóng ngoặc này. Bấm mũ 2 này. Đó, như thế này mình gọi là đúng. Kim hiểu nào? Như này gọi là đúng. Như vậy thì nó bằng là 0,01. Bây giờ các em đã hiểu về toán chưa? Cái đây là những cái cơ bản nhất của môn toán mà các em rất là dễ bị sai. Cả các bạn phổ thông cũng sai, chứ đừng nói mà các em trung học cơ sở. Thầy nói thật sự là như vậy. Tại vì thầy dạy hôm nay là năm nay thầy đã dạy phổ thông em lớp 10, đang dạy các anh chị lớp 12 K3 nghe. Chắc là lại các em cũng biết đúng không? Như vậy thì số 0,01 có căn bậc 2 là gì các em? Ghi cái này một, có đúng nào? Âm 0,1 có đúng nào? Cái đây là câu D, chúng ta là âm căn bậc 2 của 9. Đó nào. Như vậy thì theo em thì cái số nào các em? Bây giờ lấy đây bình phương lên. Bình phương thì cái này mất căn, này mất luôn. Như vậy thì đó chính là số 9 đúng không nào? Số 9 có căn bậc 2, tại vì cái bài này nó dễ. Bậc 2 là gì? Âm căn 2 của 9. Như vậy thì khi tìm căn bậc 2 thì chắc chắn nó sẽ có hai giá trị, một giá trị dương và một giá trị âm. Còn riêng căn bậc 2 số học thì chúng ta chỉ lấy giá trị không âm thôi. Các em nhớ giùm nha. Và thầy tin chắc rằng là cái phần này chúng ta cũng đã biết rồi. Ở trong clip sách giáo khoa thầy hướng dẫn rất là rõ cách tìm căn bậc 2 số học và cách tìm căn bậc 2. Có đúng không nào? Ok. Rồi chúng ta trong clip hôm nay, clip học thử thì thầy sẽ dạy cho em một bài 4 nữa. Còn bắt đầu từ bài số 5 thì thầy sẽ up một kênh khác ở trong chế độ là không công khai. Nếu như các em và phụ huynh có tìm đi chăng nữa thì cũng rất là không chắc chắn là không có rồi, tại vì nó ở chế độ không công khai các em ạ. Ok, chúng ta đi sang bài số 4 nha. Ta có bài số 4 nha. Tìm x không âm. Không âm nghĩa là người ta đã cho x ở đây lớn bằng 0 này. Biết câu A căn bậc 2 của x sẽ bằng 3. Như vậy thì khi mà x không âm thì chứng tỏ ở cái điều kiện xác định ở đây x này nó đã có nghĩa rồi, đã xác định rồi. Thì khi nó đã xác định rồi thì chúng ta sẽ tiến hành để tìm x. Thì cái dạng này thì chúng ta sẽ bình phương hai vế giùm thầy nhé. Chúng ta bình phương hai vế. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ ra căn bậc 2 của x mũ 2 sẽ bằng 3 mũ 2, nghĩa là người ta gọi là bình phương hai vế.
Như vậy chúng ta suy ra tiếp bình phương với căn đây, bình phương với căn đây thì đáng lẽ tại vì chúng ta chưa học về giá trị tuyệt đối, nhưng mà ở đây người ta đã cho không âm rồi thì chúng ta không còn giá trị tuyệt đối nữa mà chúng ta chỉ ra x luôn, không? Như vậy 3 mũ 2 đi không phải bằng 6 đâu, phải lấy 3 nhân 2 bằng 6 là sai đó. Mà chúng ta lại lấy 3 nhân 3 là bằng 9. Được chưa? Như vậy thì câu này là x bằng 9. Ok. Tương tự câu B thì làm bên đây luôn nha. Căn bậc 2 của x sẽ bằng căn 2 của 5. Thì tương tự như vậy chúng ta sẽ bình phương hai vế ha. Vậy thôi. Các hiểu chưa nào? Như vậy ở đây chúng ta bình phương với căn này hết là còn x, bình phương với căn này hết triệt tiêu là còn số 5. Ok. Ta có câu C nhé. Các em đã hiểu không nào? Nhưng mà câu C thì căn bậc 2 của x thì bằng 0. Thì chúng ta suy ra ở đây là căn bậc 2 của x bình phương không bình phương đó là, thì căn bậc 2 với x căn bậc 2 với bình phương này triệt tiêu là còn x không bình mũ 2 là bằng 0. Ta có câu D. Căn bậc 2 của x sẽ bằng âm 2. Phải không? Như vậy thì ở đây chúng ta cũng bình phương lên. Cứ gặp dạng này thì bình phương lên giùm thầy nhé. Thì suy ra đây là x sẽ bằng âm 2 mũ 2 thì bằng 4. Được chưa? Các em có hiểu không nào? Đó. Ok. Như vậy thì trong các clip tiếp theo, đây là clip thực thử, thì thầy mong các em sẽ đón nhận và cũng luôn luôn đồng hành, tin tưởng cùng thầy để theo thầy suốt cái chặng đường. Tại vì lên phổ thông thì còn dạy các em nữa, các em cứ yên tâm nha. Còn sách giáo khoa thì cũng đã có toán hóa sinh, cũng đã có sẵn ở trong đó, các em cứ vào xem. Các em nhớ chia sẻ với thầy, các bạn học cùng trường, cùng lớp và trên mạng xã hội Facebook các em nhé. Một lần nữa xin chân thành các em và quý phụ huynh đã tin tưởng kênh thầy Quang và đã dành cho thầy Quang một cái tình cảm yêu quý nhất định nào đó. Tại vì comment của em thì thấy cũng rất là tích cực. Nếu mà cảm thấy hay và dễ hiểu thì cũng mong quý phụ huynh và các em đăng ký vào khoa học, cũng như là ủng hộ thầy, gọi là cái công sức bỏ ra. Tại vì sách giáo khoa thầy đã quay miễn phí rồi, thì cái này cũng như coi như là cái để mà ủng hộ thầy, tiền giấy, tiền bút, tiền điện, công sức để bồi dưỡng sức khỏe ha. Ok, xin chào cùng lại các em và quý phụ huynh trong clip học thử tiếp theo nhé.